À, anh Di Kẻm là bữa nay là anh thấy trong mình trong mãi sao anh? Khỏe nhiều chưa? Rất là khỏe nhiều. Khỏe nhiều quá ha. Ăn cơm nước này kia là ngon lành chưa? Con anh Dứt được tô chưa? ăn nhiều hơn từ Nhiều. mai bữa, Dạ hả? nhiều hơn tô luôn hả? Này cũng thấy ha, cũng sáng sủa lên ha. Sáng sủa nhiều À, nhất. sao tóc đẹp trai dữ ta? Bởi Quá tài. rồi thì bây giờ là cho hỏi là lúc mà bữa hổm đó là dây kẽm mà cũng như là bò bò vậy, gọi là dây kẽm có biết là cái phần nào về mình không? Không luôn hả? Không biết gì hết. Lúc đó là không biết gì hết luôn. Ở lúc mà đòi ăn thịt mẹ rồi cắn dây kẽm rồi lúc đó biết không? Cũng không luôn hả? Tàng ơi, ai đâu mà dời mà không biết cái gì hết trơn hả Tàng? Giờ mà không báo gì trơn sao không biết Đâu được. bởi vậy. Phải khai thị rồi người ta mới biết được, người ta cúng chứ. Rồi mấy lúc vừa qua đó thì những có vị thầy là chị đó thì thấy cũng ba bốn người đó, là có biết thầy nào chị mình hết không? Biết không? Chắc biết, biết mà cũng như hơi ngại Như cảm nhận được cảm nhận. thật khó nói ha. Biết, thấy nhìn là biết rồi. Biết. Thì vậy đi thôi, cái đó bỏ qua đi ha, khó quá Hơi bỏ qua khó, đi. hơi khó bỏ qua. Thôi bây giờ mình Hả? hỏi vô những cái chuyện cá nhân đi. Sức khỏe ha. Tình hình sức khỏe như là anh Thiện là năm nay anh được nhiêu tuổi rồi? 23 tuổi. 23 hả? Nguyễn Thanh. Mà sao mắt cũng còn trong trắng hoài đấy nè, Chưa như chưa dứt nọc hết. dường như là lấy nọc chưa hết, chưa dứt, còn cũng còn nọc chút đỉnh, Còn dính hả ơi? còn dính. Có bộ chưa thị? Chưa luôn Nhìn hả? đẹp trai quá mà chưa nọc hai hả? hai mươi ba năm nay mà chưa nắm cổ tay luôn hả? Vậy là Chưa chưa biết tình yêu là gì luôn á. Thì theo mà anh em suy nghĩ là chừng nào mà Thiện hết bệnh đó là Thiện tính làm cái nghề gì để nuôi gia đình, nuôi cha mẹ và cũng như là mình để dành tiền cưới vợ rồi luôn vậy đó. Tính sao Thiện? Đi làm việc thiện trước. Bệnh đi làm việc thiện trước. Để mình tích công đức đúng không? Mình làm việc thiện là mình làm cái thức mình làm sao á thị Ai ha. kia đi đâu đi đó. Như ai kêu làm gì mà mình làm theo ha. Chứ không có làm thầy bà Lỡ người ta có bệnh thì kêu mình giúp được không? có cứu bệnh người ta đồ không? Giúp đồ như mình là bóp tay bóp chân luôn nè, đó là cũng làm phước rồi. Ơi chị kém bà này bà cũng bị nặng lắm, bà cũng cần đó. Cái gì Không nè, nhìn bà không coi, bây giờ tắt máy nè, không có quay mà không giúp được không? không Chúc tắt máy mới giúp. không bây giờ Rồi tại quay chưa có nói được. chúc chúc tắt máy anh giúp. Không, Chúc tắt máy đi, không em giúp chứ em với ảnh gì. Không. Nghe nói đi bà hổng, nghe nói đi trị bệnh rồi có chị không? Thôi nó đi đâu trị bệnh đó, có đi trị bệnh chưa? Rồi để nữa mình như là anh Thiện là mình có dự định đi đâu mình trị bệnh thêm không? Định đi đâu? Thằng chắc biết Không đâu, hả? như ai chở đi đâu thì đi đó. Cái này là mặt phó cho số phận, ai chở đâu là anh đi đó Ai làm gì làm không biết gì hết á. à. Như ai có bệnh là đang cho anh chị luôn, như bóp tay bóp chân rồi đó, nhức mỏi rồi đó làm luôn. Chuyện mà chéo chéo như phim nữa. Châu châu Có ừ. gần bên gần à. Bây giờ đó là anh em bây giờ là thí dụ như có bà con nào đó người ta thấy có hợp duyên với Thiện đó thì Thiện có giúp người ta được không? Có cái căn duyên đó được không? Có duyên không giúp luôn hả đồng bắt mạch Tạng ơi? đầu dòng bóc mạch từ thử không À, Thiện ơi, không Thiện ơi, như Thiện có sư phụ không? Bởi vì nhìn sư phụ quá, lớn sư phụ không dám Vậy hơi ớn, hơi ớn vậy. lớn sư phụ. Trong 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 ba 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 ông này ở đây có sợ ông nào đây không? Ông sợ, Không sợ hả? cô ngoại. Đúng là sợ ba ông này là mệt lắm.
đệ tử mà đâu dám qua mặt, đâu có dám mà miếu diều qua quắc thợ đâu. Là da trắng lại. Ờ, vậy ha. À, nhiều tẩy lên ha, tẩy trần lên. Này trắng lại ha, nó bốc mảng ha thầy. Bệnh hết bệnh khỏe mạnh nè. Ờ, hết bệnh khỏe mạnh luôn hả? Cái này tôi cũng như là mới là tập sự thôi, chưa được cái chuyên môn. Là bây giờ là cũng như là bình thường đó chưa, hay là còn người này người kia vô không? Còn vô nữa không? Thiệt không nghe tạng? Là chưa có vô, vậy là có ai ngồi sau lưng không? Vậy bắt tay cái tôi gỡ tay là tôi biết hà, lạnh là đó, còn nóng ấm là mới hết. Cái gì? Không. Chưa. Sao ạ? Còn quay chưa? Nè tay tôi chống lỏng này không có gì hết trơn nè. Không. Bắt tay thử cái, mình giao lưu anh em mà. Bắt tay bình thường thôi, đúng rồi. Ở dưới tay lạnh ngắt vậy? Không có rồi. Lạnh hả? Thiệt bố. Nè tôi nè. Không có. Bác thử là tôi biết liền hả? Nè nè. Rồi lạnh quá, lạnh đâu ơi. Ngán rồi, ngán rồi. Không có đâu. Vậy là còn quá ngán rồi, ngán rồi. Ngán rồi. Trời, chỉ nãy đeo bao tay với tôi nhìn đây nè, bắt thử cái tay tôi nè. Nó cởi bao tay ra, coi tay tôi nóng hổi luôn nè. Dạ. Luôn á. Tay tao nóng hổi luôn á. Nè thử lại đi. Nóng không? Thấy nóng tay tôi nóng không? Ấm hay lạnh? Tao không lạnh lắm á. Dạ hả? Đánh ngắt luôn. Bữa hôm tôi nhớ về cảnh nói là con người ta mà cái bàn tay nó không thẳng nó quậu vậy là quỷ đen. Bàn tay mà cong là gì nè, là quỷ đen. Còn người ta mà bàn tay bình thường ngay gì nè, là bàn tay của người bình thường. Còn bàn tay cong là gì nè, anh chung thầy biết chân chứ bộ. Biết chưa hả? Tại không nói, chưa nói thôi. Giấu, nãy giấu. Biết mà giấu. Thiện ơi, như nãy ta Mạnh Thường Quân gửi cho Hoài gì, Thiện có mừng không? Có mừng. Mừng có cảm ơn ta không? Cảm ơn rất nhiều. Dạ. Yeah. Vậy là mừng được rồi. Biết sao căng luôn không? Ở như trong nhà là lúc trước là nghe nói là trong nhà của Thiện á, là mỗi lần ăn cơm á, là bị thiếu chén dĩa này kia, là được mấy cái chén? Bốn cái chén. Thằng ơi sao có bốn cái vậy? Thằng cá mừng mà cá chục người à. Mấy người gia đình mấy người Thiện? Vậy là mỗi lần ăn cơm là mình chia ca ra mình ăn hả? Là một tớp này ăn trước, là ăn xong là đi rửa lại, là tới tớp sau là đến lượt là vô đúng không? Là bắt tài ăn đúng không? Tới tài ai ăn trước là ăn đó hả? Như từ 60 người. 60 người mà có 3 cái chén. 60 người gì đã ăn nít không là đã 4 5 đứa rồi, đó, ăn nít không là 5 đứa rồi. Cái đó bên riêng nhà chị ba riêng. Nó hai khối. Hai khối hả? Hiểu rồi, bà nhà của ông Thiện là có 3 người, hai cha mẹ với ổng là có 3 cái chén thôi. Chị hai nó có 4 mà. Đúng rồi. Có 4 cái chén đúng mà. Còn khối bên kia là người ta 5 6 người riêng. Còn bây giờ cũng như là chén với tô có, mà chén tô nó bự hơn chén, là Thiện thích ăn chén hơn tô. Cái tô nó bự hơn cái chén, Thiện thích ăn chén hơn tô. Nó có 3 loại luôn nè. Cái chén nè, cái dĩa nè, cái tô nè. Nó chọn cái nào? Thiện thích ăn cái nào? Thích ăn cái nào quá. Rồi cái này chắc thịt rồi, thịt ngon hơn quá. Cái tô. Tao thích ăn cái tô. Bả đi vô nói cái tô. Trong có từ này khó nói. Trong cái tô đó có thịt ngon không? Có cơm. Có cơm. Ăn. Khai sáng miếng à. Không được luôn ha. Không thể bật mí luôn mà. Đã nói là bí mật mà không thể bật mí. Đổ lô cơ được. Bây giờ thấy tính nào, một cái dĩa là một miếng tàu hủ, một cái tô là một miếng thịt kho. Thì ngay cái nào? Ăn tàu hủ. Ăn tàu hủ hả? Hả trời. Cái dĩa là miếng tàu hủ mình nói cho gần, cái tô là cục thịt kho. Lấy miếng tàu hủ, mua tàu hủ để vô cái dĩa. Dĩa hả? Sao cục thịt nó không ăn mà đồ ăn tàu hủ? Nó mạnh. Sao thịt không ăn cho nó mau lên sức mà ăn tàu hủ? Nào khỏe bị ăn tàu hủ nhiều. Ăn thịt nó mới mau khỏe. Muốn khỏe là phải ăn tàu hủ nhiều hả? Không có, ý giờ ăn thịt trước rồi ăn tàu hủ sau. Phải ăn thịt trước rồi mới ăn tàu hủ sau. Cho nó có sức mạnh lại. Lấy cái thần lực lại phải không? Là bên mắt trái ảnh là trồng đen ít hơn mắt phải. Rồi khi nào là mình nhìn vô cơ thể mình thử coi, mình nhìn vô cơ thể mình thử là khi nào mình mới hết bệnh, khoảng nhiêu ngày nữa hết hoàn toàn luôn nghe. Hết rồi, hết thiệt chưa? Hết Thiện rồi.
phải không nghe, tôi thấy là coi như đó. Là không phải à, thấy tay này kia còn lạnh ngắt lắm á, lạnh ngắt à, thiệt mà, thiệt, thiệt. Tôi nói là, tôi nói cái bên này, cái phần này là tôi nói bảo đảm luôn là có một phần bên gắn, mà không biết là ông bị lớn thôi. Đó, nhìn tay đó, nhìn tay, chỗ ra đó, chỗ dãy ra luôn, nó chỗ dãy ra đó. Không phải chứ gì, đông quen phải không nghe, đông quen người ta không phải đâu, chừng ông bạch xà đó, không có đâu, thanh xà bạch xà, bạch xà thì bây giờ anh Thiện nói sao nghe vậy đi hả, bây giờ còn không nói khai cho tôi biết đi, đây bên đây nó có thằng lực cái này chửi chửi chốc kìa, chửi đầy này, hỏi cái này nè, mà hỏi cái này là nhìn biết liền, mắt là tôi biết rồi. Bây giờ là anh ở trong cái rừng với ở ngoài trống vậy nè, anh thích ở đâu hơn, chỗ nào ở mình thấy ở nó im hơn? Hả anh Thiện? Ở trong nhà im hơn. Trong nhà hả? Sao không chịu ra ở ngoài đường cho nó khỏe? Thôi. Vậy là mình phái ở trong mát đúng không? Trong mát rồi. Có phái ở trong mà khu vực mà cây nhiều không? Có cây nhiều mình chịu ở không? Thường thường phái đi vô nhà quan lắm nè. Nhà quan nó... vậy là anh thích nhà quan hả? Có nhập mà trên cây me. Ủa vậy là nhà quan là có ông dạy đó, có ông dạy đó. Ừ, nhà quan là có ông gắn theo, còn đây, đây. Cái dòng là dòng ở trên cây me nhiều lắm ha. Là cái nhà quan mà anh thường hay lui tới đó ở gần nhà mình không? Nhà quan đó đó là gắn thằng gắn về, còn cái dòng là dòng ở trên cây me dưới ở trong nhà phải không Thiện? Thiện ơi, không có gì hết. Ủa là làm anh sợ từ gì à? Nói đâu? Cái gì? Là mà mình bị lép vé đâu không? Chứ làm sao mà con già mà đâu ăn con mắt được? Điện kêu về nhà đi, nghe nói chuyện. Đúng không? Làm sao mà một con già mới thể ăn được con mắt đúng không? Con mắt nó lớn hơn. Người tử mà. Bởi vì là cái cơ bài nó thấp hơn. Nói nhỏ nhỏ đi. Bây giờ. Nói gì nghe chưa? Em. Là mình biết cái vụ kia đúng không? Cầm thấy lộn nha. Biết trơn à. Nó hay lắm. Biết. À, không nói đó. Nói giống rồi. Thì nói chút tắt máy coi tôi nhìn biết luôn. Chút tắt máy mới coi. Cái lúc mà dắt mấy anh em mà ban đêm mà vô nhà quan đó là của ai về? Cái gì? Hổ nhức đầu hả? Liên quan tới gì nhức đầu hả? Mình lấy ra bình tâm linh. Cái gì? Bỏ à? Nhưng mà không? Đúng rồi, chị nhìn mình không cần cái bỏ đi. Đừng có nhớ, lại nhớ, lại như ấy lắm. Ờ. Nhưng mà mình nói thăm sức khỏe nè ha. Mình hỏi này chi nọ nữa. Cái gì vậy? Muốn làm gì đó? Hôm nay anh Thiện mình Thiện là rồi. Mình sao mình không háo ước mình đi làm những cái công việc gì đó, mình tạo ra đồng tiền, mình kiếm thêm thu nhập đi. Có ai kêu gì mình làm đấy, có việc à. Mình cũng làm. Là cái gì cũng làm hết đúng không? À, ai kêu mà tích đức cho đời thì vẫn làm, mà ai kêu mình làm có tiền mình vẫn làm. Bây giờ như bây giờ hiện tại cái sức khỏe của anh như vậy đó, nhắm mà như cái thể lực của mình đó, khi mà mình hết bệnh đó, mình vứt cái bao 50kg mình dắt chạy cờ cờ được không? Dắt qua được ăn 25kg dắt được. 25kg thì được ha. 50 phải không? Sức lực ta biết. 25kg. Ừ, thì dắt được, mà 50 thì ta không hứa. Rồi đấy nữa này kia là có bạn gái này kia nó hơi mập chút xíu khoảng 60-70kg sao dắt? Rồi không, cái đó không dám à. Cái đó mình thấy mình bệnh hoạn mình không dám thương con ra bỏ con ra tội. À. Bỏ con sao mình tội lắm. À lo trước con luôn. Không tội. Biết ha. Tội phước rồi. Bây giờ thí dụ đi. Bệnh này sao? Bây giờ thí dụ đi. Anh thì suy nghĩ cho người ta là biết đâu là anh gặp một người đó người ta thương anh thật lòng sao? Cho dù anh không chịu thương người ta đi theo anh hoài đó, anh nhắm anh có thể bỏ được. Cái khi mình có vợ mình hết bệnh luôn sao? Ừ, biết khi đó. Đó là xin lời. Xin lời chứ không được. Biết đâu tới đó mà tự nhiên hai người gặp nhau bắt đầu là căng dưa gì âm dương nó cân bằng lại ha. Nó là biết đâu là hết bệnh sao?
không? Mà từ lúc mà từ mà nhỏ tới giờ là không được mối tình nào luôn hả? Có để ý thương ai không? Không luôn. Nào giờ nắm tay ai chưa? Chưa luôn hả? Để chưa biết nắm được cái đo bàn tay của người con gái luôn hả? Vậy là chuyện này lên kết nói yêu thương cho dễ cảm luôn, cho nó kiếm một mảnh quá. Tình dắt dai mới được. Chịu không? Chuyện này tôi đưa lên là tiễn vợ luôn, chịu không? Kết nối chim sâu hai. Rồi. Chứ từ đầu năm nay cũng đã là 23 tuổi rồi, phải đúng không trời, 23 không? Nhớ tuổi trần cũng hay còn hay lắm. Chứ cái này không được, 23 tuổi mà chưa biết đo bàn tay của con gái như thế nào đâu được. Đúng không? Sao biết được cảm giác đúng không? Ừ.